Theo dự thảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2017 vừa được công bố mới đây, mỗi thí sinh sẽ có một mã để thi riêng, thí sinh làm bài thi trên giấy và các bài thi sẽ được chấm hoàn toàn bằng máy tính. Tuy nhiên, dự thảo này khiến không ít học sinh lo lắng về những điểm đổi mới, đặc biệt là liên quan đến môn thi và hình thức thi. Về môn thi, thí sinh dự thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2017 vẫn thi 3 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và lựa chọn một trong hai bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên bao gồm các môn Hóa học, Vật lý, Sinh học hoặc Khoa học xã hội bao gồm các môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân. Thí sinh sẽ có điểm thi của toàn bài thi tổ hợp và của từng môn trong tổ hợp. Với phương án này, học sinh sẽ phải thi tối thiểu 6 môn thay vì 4 môn như năm nay. Đây là thay đổi lớn nhất, đồng thời là nguyên nhân chính khiến học sinh lớp 12 lo lắng. Tức là bây giờ các em học 6 môn nhiều hơn, thì nó sẽ vất vả hơn trước đây. Nhưng mà khi đấy nó có cái lợi là khi đấy thì các em sẽ tránh cái chuyện học tổ thì tập trung vào 4 môn. Mà khi học 6 môn theo hai cái hướng hoặc là học tự nhiên hoặc xã hội thì cái kiến thức nó toàn diện hơn. Về hình thức tổ chức thi, trừ môn ngữ văn thi tự luận, các môn còn lại thi trắc nghiệm khách quan, trong đó các môn toán, lịch sử, địa lý và giáo dục công dân lần đầu tiên được tổ chức thi theo hình thức này. Tôi thấy là trắc nghiệm khách quan nó có rất nhiều ưu điểm, rất là phù hợp với những cái kỳ thi có đông người, sẽ đảm bảo chấm được chính xác, đỡ phụ thuộc vào cái gu của người chấm đấy, và có thể là sẽ chấm được rất là nhanh. Sử dụng công nghệ thông tin, nó phản ánh được ngay cái, tất cả cái năng lực của các em, kể cả ngoại ngữ, kể cả toán, kể cả văn. Và công nghệ thông tin nó giúp cho đánh giá dễ lắm, không khó. Và nó dẹp bỏ ngay cái chuyện mà tệ nạn thi cử mà gian lận. Bởi vì hai em ở cạnh nhau là hai bên khác nhau. Xu thế thì đúng. Nhưng mà cái cách thực hiện ấy, thì chúng ta cần phải truyền thông để mọi người hiểu hơn và có một cái chuẩn bị nó tốt để thực hiện. Và thành công hay không thì nó sẽ ở cái bước chuẩn bị để thực hiện. Trước tâm lý các em học sinh lo lắng không đủ thời gian để ôn thi cho dạng bài thi tổ hợp, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết học sinh không cần lo lắng vì đây là bài thi tổ hợp chứ không phải tích hợp. Học sinh nên yên tâm ôn tập bình thường vì nội dung thi vẫn nằm trong chương trình phổ thông, nhất là ở lớp 12.